Toyota Camry chỉ từ 195 triệu đồng thôi. Một dàn xe Camry em vừa mới về này. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng báo và giảm giá khá là sâu đối với những chiếc xe này. Có những mẫu xe giảm từ 2 đến 30 triệu đồng các bác nhé. Nên là thời điểm này các bác nào đang có nhu cầu mua ô tô cũ thì luôn luôn là một trong những thời điểm tốt nhất để mua xe với giá thành rẻ nhất rồi. Đây. Chỉ từ 195 đến hơn 300 này. Có 6 chiếc Camry các bác nhé, rất là nhiều. Đầu tiên là chiếc phiên bản số động 2.0 nhập đài này, 2009 này. Chiếc này thì bên Bumaking Bon đang chào bán là 305 triệu nhé. 305 triệu cho chiếc Camry nhập đài 2.0 này. Nội thất theo xe. Đây, tổng thành thì xe còn rất là đẹp luôn. Đây. Chân ý này. Đây. Form dáng đẹp. Đây, tiếp theo này. Thêm một chiếc xe số rộng nữa, form mới 2002 này. Chiếc này thì bên em đang giảm giá còn rất là sâu, còn 205 triệu đồng các bác ạ. 205 triệu đồng là mọi người đã sở hữu chiếc Camry 2002 form mới số rộng. Đây. Một dòng xe nhập khẩu ba cục đây. Thời điểm lăn bánh của em nó thì là hơn 1 tỷ đồng các bác nhá. Đây. Một mẫu xe mang bóng một thời đây. Hiện tại thì em nó vẫn còn rất là chất lượng. Một dòng xe form dáng đẹp sang trọng, đẳng cấp. Đây, sửa chữa rất là rẻ thôi. Đây. Thêm một chiếc số sàn 203 đây. Chiếc này thì bên Bumaking Bon đang chào bán là 195 triệu đồng, em xin lỗi nhá, 195 triệu đồng cho chiếc Camry số sàn form mới 2003 sở hữu khối động cơ 2.4. Đây. Tất cả các mẫu xe này thì bên Bumaking Bon đã đều có video chi tiết rồi. Đây. Cả nhà đang có nhu cầu tham khảo mẫu xe nào thì cứ liên hệ cho Bumaking Bon theo số hotline 0354 152 888. Em sẽ gửi video chi tiết của các bác chủ các xe đó cho mọi người tham khảo nhé, cho cả nhà tham khảo nhé. Và tất cả những chiếc xe bên Bumaking Bon bán ra đều cam kết về chất lượng cho các bác, cho cả nhà, nên là cả nhà yên tâm. Đây, thêm một chiếc số sàn 2003 nữa. Đây, chiếc này thì keo chỉ zin hết. Có màn hình Android đề lỗ thông minh, 205 triệu đồng cho mẫu xe Camry số sàn 2003, trang bị khối động cơ là 2.4 cả nhá, 2.4. Đây, form mới, rất là trường xe, đi rất đầm sướng luôn các bạn. Đây, một dòng xe bền bỉ, gần như là không có gì để hỏng các bác nhá, nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi. Tuy là đời hơi thấp một chút nhưng mà kể cả so với những dòng xe chạy dịch vụ thì đời 2014 năm chưa chắc đã ăn được những dòng xe này đâu các bác. Đây, thêm một chiếc nữa, số rộng nữa, 204, form mới, form đèn bông này. Form đèn bông thì khác biệt hơn một chút về phần đèn pha và đèn hậu nhá. Đèn hậu của dòng xe form đời thứ hai này thì không có đèn bông như đèn form mới này. Đấy, đèn sẽ khác biệt một chút này, kể cả là về màu nữa các bác nhá. Đây, kể cả về màu nữa này. Đấy, chiếc này 204 nhá, cũng bộ mâm lốp cũng đã khác rồi. Đấy, chiếc này thì bên Bumaking Bon đang chào bán là 230 triệu đồng cho chiếc Camry 2004 số tự động này. Đây, nội thất này, chân nỉ nguyên bản nhá, có đề lỗ thông minh, hộp số tự động này, chạy thì rất là khỏe bốc luôn, rất là lành. Cuối cùng là chiếc số sàn 2002, động cơ 2.4 biển tỉnh mọi người nhé. Động cơ 2.4 biển tỉnh, chiếc này thì cũng còn rất là đẹp luôn, 202. Bên Bumaking Bon đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng là các bác đã sở hữu em nó rồi. Màu ghi hồng, trần nỉ nguyên bản. Mọi người yêu thích dòng xe nào thì cứ liên hệ cho Bumaking Bon nhé, để được em tư vấn hỗ trợ cho các bác một cách chi tiết nhất. Và video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu mọi người yêu quý kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật các mẫu xe bên em mới về. Xin cảm ơn cả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.